Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Playroom. Và trong cái tool này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái brush để chúng ta xử lý cái phần da, đặc biệt nhất là phần da mặt xử lý trên Playroom ha. Rồi, để bắt đầu chúng ta biết cái hướng ta làm như thế nào. Trong cái Lightroom thì nó không cho chúng ta những cái công cụ như là apply image hay là blur hay là cái gì cả. Cho nên là chúng ta sẽ dựa một chút vào kiến thức khá là nền. Ở đây ví dụ mình sẽ nói rõ cho các bạn, ví dụ như là đây. Ở trên mặt chúng ta cái việc chúng ta có ta nhìn thấy cái lỗ chân lông á là do cái này. Đây là cái lỗ chân lông ha, cái mà xuống lỗ chân lông mà xuống sao nhìn nó cứ có gì đấy sai sai chờ tí để về lại. Ok rồi, vậy nhân là an toàn đó. Đấy ha, coi như là đây là cái lỗ chân lông này, coi như trên bề mặt da á, cái việc mà chúng ta nhìn thấy cái mặt chúng ta nó hơi lỗ chỗ á là do ánh sáng, tức là khi mà ánh sáng chiếu vô á thì đâu rồi hay khi mà ánh sáng chiếu vô á thì bên này nó sáng ha, góc bên này sáng nhưng mà góc bên này nó tối. Tương tự như vậy, bên này sáng, bên này tối, bên này sáng, bên này tối thì chúng ta sẽ thấy cái mặt chúng ta nó hơi lỗ chỗ lỗ chỗ. Thì khi mà nhìn trên cái tổng quát vậy á, thì thay vì chúng ta nhìn thấy rõ ràng như thế này thì có thể có một số cái lỗ chân lông thì nó to, nhưng mà số lỗ chân lông thì nó nhỏ đó. Thì cái việc chúng ta á, là làm sao để khử bớt cái độ sai khác về cái vùng mà sáng, cái vùng này là vùng sáng á, cái mặt bên này là mặt tối bởi vì ánh sáng đây này đó. Thì làm sao chúng ta làm giảm cái bớt đi cái sự sai khác giữa hai cái vùng, tức là chúng ta sẽ làm cho cái vùng tối này nó sẽ tăng sáng lên, cái vùng sáng này nó sẽ giảm bớt đi, hoặc là nó cố định, tức là chúng ta có thể là tăng hai cái, hoặc là tăng nhập là tăng một bên giảm một bên, hoặc là giữ cố định một bên và tăng một bên. Thì thường chúng ta cố định là cố định vùng sáng chứ không ai cố định vùng tối hết. Vậy nếu cố định vùng tối mà giảm vùng sáng đi cho nó bằng vùng tối, hai cái bằng nhau ha, thì nó thành cái da đen. Cho nên là đây chúng ta sẽ cố định vùng sáng và chúng ta tăng cái vùng tối lên, làm sao cho cái vùng tối này nó sáng lên. Và đấy là chúng ta nói về cái mức độ gọi là vĩ mô. Nhưng mà thực ra cái hình chúng ta khi mà nhìn vô da mặt á, chúng ta không có thấy rõ được cái lỗ chân lông như vậy. Nhưng mà quy tụ lại á, cái vấn đề mà thay đổi cái ánh sáng một bên tối một bên sáng á, các bạn nghe quen không? Nó một cái định nghĩa, nó là contrast. Mẹ ơi chữ. contrast là nói chung là cái độ tương phản á, đúng không? Một bên sáng một bên tối thì nó là tương phản. Mình giảm độ tương phản đi, tức là mình làm cho hai thằng này nó đồng đều với nhau. Đó thì nó chúng ta sẽ dùng theo cái đấy, tức là đây chúng ta sẽ dựa cái chính là giảm contrast. Làm sao làm giảm contrast? Ok, thì mình sẽ bớt tỉ tí. Ở đây mình sử dụng cái hình này ha. Ở đây thì mình sẽ làm như sau, chúng ta sẽ giảm contrast đó, cứ tạm thời như vậy đó. Có thể là bôi trước một số cái để các bạn có thể thấy, nó là khi chúng ta giảm contrast thì có vẻ như là da nó hơi sậm lại. Không có vấn đề gì, đây chúng ta có thể tăng sáng lên tí xíu, nó bị lợt đi, chúng ta có thể tăng saturation lên. Cái phần clarity này thì chúng ta giảm bớt đi một chút xíu để cho cái độ chi tiết nó giảm đi. Cái highlight này có thể tăng hoặc giảm tùy, nhưng mà mình nghĩ là đây nó sẽ tăng thì nó sẽ hay hơn, tại vì một số cái vùng sáng á thì nó sẽ tốt hơn. Như phần shadow, phần shadow là bởi vì lát nữa mình sẽ bôi vào đây thì có thể là phần contrast nó sẽ bị ảnh hưởng, nó ảnh hưởng vào trong cái vùng shadow này luôn, cho nên là chúng ta sẽ giảm bớt cái shadow đi tí xíu ha, tí xíu thôi. Rồi saturation là tăng lên tí xíu rồi. Sharpness là độ sắc nét, độ sắc nét thì có thể tăng giảm hoặc cố định cũng được. Tốt nhất là có thể giảm đi tí xíu thôi cho nó hơi nhòe ra tí xíu. Noise thì chúng ta sẽ giảm noise đi tí xíu. Rồi ok. Đó là chúng ta đã có cái brush rồi, giờ chúng ta cứ bôi lên vùng mặt thôi. Ở đây là để sao cho nó dễ nhìn là chúng ta đang bôi tới đâu á, thì các bạn có thể bấm phím O. Chữ O đó ha, chữ O, hoặc là click vào Show Selected Mask Overlay. Đó, các bạn có thể thật coi cái dòng ở dưới nó mở ngoặc đóng ngoặc chữ O, tích vô cái
nó sẽ hiện ra những cái vùng mà chúng ta đang ở thao tác. Đó, thì đây có thể các bạn bôi lên cái vùng mà các bạn muốn ảnh hưởng tới cái mặt. Đó, cứ bôi vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Đâu rồi, bôi đi tí. Bôi lên vậy thôi. Bôi vùng mặt thôi ha. Đây nếu mà hơi lấn ra ngoài thì có thể chuyển qua cái erase, tức là cái đâu rồi, của sao nó cái tẩy đó ha, nó sẽ bôi vô flow cao quá. Ta sẽ tẩy bớt đi những vùng không muốn, là chuyển qua A nè, bôi tiếp một số cái vùng. Rồi ok, thì đây chúng ta sẽ tắt cái dấu check show selected đi thì nó sẽ hiện ra này. Thì đây các bạn có thể bấm cái nút gạch thẳng đó, gạch thẳng, thì các bạn sẽ thấy là nó khác biệt khá là nhiều. Có một số cái mụn thì hồi nãy mình mới tẩy đi bằng cái công cụ này, clone. Đây mình tạm thời xóa đi ha, xóa đi xóa đi xóa đi. Thì các bạn thấy một số cái lỗ chân lông nó to hơn đó, hoặc là thay vì lỗ chân lông có thể là cái mụn, thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ này Spot Removal. Thì đây thì mình sẽ chỉ có việc tích vào thôi, tích vào số những cái mụn hoặc là những cái chi tiết chúng ta muốn khử bớt đi. Nhớ vùng này là ví dụ như là trên mặt mẫu mà có mụn đó, thì mới xóa thôi ha. Còn nếu như mà là những cái chi tiết khác thuộc về gọi là nhận dạng á, thì chúng ta để lại. Nhận dạng có thể là cái mụn ruồi chẳng hạn, thế thì không có xóa, mụn thường mới xóa. Ok ha, rồi tạm thời thế. Đây các bạn có thể gọi lại để gạch bớt lên. Đây mình muốn thêm vô thì cái tích ở đây ha, chọn brush thì nó sẽ hiện ra cái mà cái brush hồi nãy mình đang làm. Thì ở đây có thể là mình sẽ thêm chút xíu vào những cái phần cạnh mặt này cho nó đều đều nhau tí. Rồi vậy thôi. Rồi tiếp tục coi thử before after. Nếu các bạn thấy ok rồi thì thôi, còn nếu như mà thấy nó có vẻ là nó hơi trắng chứ nó chưa có được hồng á, thì cũng có thể là tích chọn lại vào cái brush ha, và click vào trong cái núm brush mà nãy chúng ta mới làm xong. Cái điểm brush đi. Đó, thì các bạn sẽ làm cho nó tăng cái độ hồng lên bằng cách là thay đổi cái tint lên tí xíu thôi, tăng tint lên tí, rồi tăng giảm bớt cái tham đi để cho nó hơi xanh, tăng xanh tăng tím thì nó sẽ trộn lại, nó sẽ ra hơi hồng hồng. Đó, thì cái màu hồng là chính là cái chúng ta cần. Ok ha. Đó, thì là khác rồi đó. Ok rồi, ngon. Nó chỉ có vậy thôi. Chúng ta có thể coi đây là before này, đây là after, before after. Đó là mình mới chỉnh trên khuôn mặt thôi ha. Thì tiếp tục ấy, có thể chỉnh vùng tay, những cái vùng khác chẳng hạn thế. Ở đây mình sẽ thử với lại một số cái khác, ví dụ như là như cái này nào, hồi nãy mình có chỉnh một tí xíu, cũng sử dụng cái cách làm đấy. Có thể click vô này. Đó, các bạn có thể thấy là đây là cái vùng mà mình đã brush. Đây có những cái thông số này có thể thay đổi ha. Ví dụ như là cái hình này nó tương đối nó sáng rồi, cho nên là mình không có tăng cái exposure lên nữa. Đó, thì đây các bạn có thể coi là đây là before nè, đây là after, before, after, before, after. Đó, ở đây thì mình giảm cái clarity và sharpness hơi nhiều tí xíu để cho nó bớt cái độ gắt của cái da có sẵn đi. Rồi, đó là cái tút về cách hướng dẫn xử lý da mặt ha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái tút này. Nhớ like, subscribe, share, click quảng cáo và truyền miệng cho bạn bè. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi. Nhớ theo dõi hpphotoshop.com ha. Cảm ơn các bạn.